Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 50 phần 6 của Trung Châu, Tiêu Viêm đã dẫn theo đội hình khủng gồm có Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiểu Tiên, Tử Nghiên hùng chiến đi đến thú vực tìm hồn anh quả. Tiêu Viêm xoa đầu Tử Nghiên nói chuyện. Tử Nghiên đừng nói nhầm trong mồm chửi hắn nữa. Còn Tiểu Tiên cứ ngồi cười. Chuyển sang tập 51 phần 6 của Trung Châu. Tiêu Viêm lấy từ trong chiếc nhẫn trên tay ra một bình thuốc đưa cho Tử Nghiên. Tự nhiên nhận được kẹo thuốc phát mỉm cười bỏ thuốc vào mồm nhai. Cô kể về viễn cổ di tích xuất hiện đồ ngon. Tiêu Viêm chuẩn bị tinh thần chém người sẵn để cướp trộm. Nhưng Tiêu Viêm lại hướng đến nói chuyện với Mộ Thanh Loan xinh gái. Cô hãy nói sơ qua về thú vực cho mọi người nghe. Mộ Thanh Loan nhìn Tiêu Viêm đấu tôn. Cô suy nghĩ đấu tôn cô rất muốn lên nhưng không lên được. Sau đó Mộ Thanh Loan cho đám người Tiêu Viêm biết về thú vực gồm có ba đại gia tộc ma thú. Là Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Yêu Hoàng Tộc và Thái Hư Cổ Long. Và Tiêu Viêm hãy cẩn thận với mấy con Phượng Hoàng trong Thiên Yêu Hoàng Tộc đi. Dù em gái Phượng Thanh Nhi kiểm tra trên người Tiêu Viêm không có máu Thiên Yêu Hoàng Tộc, nhưng bọn trưởng lão Thiên Yêu Hoàng Tộc có thể đánh mùi thay đó. Kể cả Tiêu Viêm giờ đạt đến đấu tôn cũng bị Thiên Yêu Hoàng Tộc lùa như vịt. Tự nhiên đã vỗ ngực quả chanh của mình lên tiếng. Dăm ba con Thiên Yêu Hoàng Tộc cô lo được cho Tiêu Viêm. Điều này đã làm Mộ Thanh Loan không ngờ em bé Tử Nghiên được thầy Phong Tôn Giả từng kể qua. Không biết bé này có gia phả thế nào mà dòng máu thế. Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên cũng lắc đầu chịu thôi. Em bé Tử Nghiên dù là dòng Thái Hư Cổ Long nhưng mà dòng con đánh đấm ai. Và Tiêu Viêm hứa với Mộ Thanh Loan chuyện máu chết Thiên Yêu Hoàng Tộc hắn sẽ tìm cách giấu mùi đi. Vì vậy Mộ Thanh Loan không cợt nhả với Tiêu Viêm. Chuyện máu Thiên Yêu Hoàng Tộc Tiêu Viêm xử lý ổn thỏa vào. Do gia tộc ma thú khác với loài người ở quan hệ Trung Châu, khi một gia tộc có thể triệu tập các ma thú cùng gia phả nhiều đời vây bắt một người. Thậm chí Mộ Thanh Loan cũng lấy dẫn chứng là tộc của cô là loài chim công Thanh Loan ở thú vực. Dù tộc cô yếu nhưng dưới tộc có 10 gia phả chi nhánh. Và theo như Mộ Thanh Loan, tộc có nhiều quân số nhất chính là tộc rắn Cửu U Địa Minh Mãng. Nhưng huyết mạch máu của Cửu U Địa Minh Mãng bị pha loãng rất nhiều. Còn về phần Thiên Yêu Hoàng tộc huyết mạch vẫn như cũ, vì Thiên Yêu Hoàng tộc chết đời nào cũng được mang về làm đám ma trong tế đàn. Mà người có được xác chết Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ có hai con đường để lựa chọn. Một là giao lại xác cho Thiên Yêu Hoàng tộc, hai là bị Thiên Yêu Hoàng tộc giáng đảnh truy nã. Về phần Thái Hư Cổ Long được gọi là tộc mạnh nhất, do có truyền thống huyết mạch từ thời viễn cổ. Lúc này Tử Nghiên nhai kẹo thuốc đã nhốt xuống lên tiếng cho mọi người biết về sự thật về Thiên Yêu Hoàng tộc. Là Mộ Thanh Loan phân tích sai về Thiên Yêu Hoàng tộc rồi. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng bị pha loãng huyết mạch từ thời viễn cổ. Mà viễn cổ Thiên Yêu Hoàng tộc đã biến mất từ lâu rồi. Và hiện tại chỉ có Thái Hư Cổ Long có huyết mạch viễn cổ, chỉ có một tộc duy nhất không có chi nhánh tộc nào hết. Tử Nghiên cười để ủng hộ Thanh Loan là con chim công Thanh Loan mà thôi. Mộ Thanh Loan nghe em bé Tử Nghiên có biểu hiện khinh thường tộc của mình cũng hơi bức xúc nhìn Tử Nghiên định lao vào xô sát màn võ mồm. Tiêu Viêm đã lên tiếng ngăn cản hai người không cãi nhau nữa. Mộ Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi nhìn Tử Nghiên nói chuyện. Là bên trong khu di tích viễn cổ lần này xuất hiện ở trong phạm vi Cửu U Địa Minh Mang. Khi nào mọi người lấy được hồn anh quả phải rút lui nhanh nhất. Do anh em rắn Cửu U Địa Minh Mang cũng ra tay. Lúc này Tiêu Viêm đã nhìn Tử Nghiên một cái dám xúc phạm Mộ Thanh Loan. Tự nhiên giả nai gối đầu vào con gấu hùng chiến ngủ mất. Trải qua một thời gian đám người di chuyển gần đến núi Hải Cốt Sơn Mạch nơi xuất hiện khu di tích viễn cổ. Hắn nhìn thấy rất nhiều anh em cường giả đang nhung nhúc như kiến ở dưới mặt đất. Mộ Thanh Loan cũng cho mọi người chuẩn bị đến nơi đóng quân của Tinh Vân Các có hai trưởng lão ở đó. Đồng thời có bóp một miếng lệnh bài truyền tin. Sau đó một ông già hồ trưởng lão của Tinh Vân Các đã xuất hiện cho đám người Tiêu Viêm. Mộ Thanh Loan không thấy Tề trưởng lão. Hồ trưởng lão sáu sao đấu tông cũng trình bày hai người họ đến đây thăm dò tình hình. Nhưng trong lúc xây dựng trại tạm bợ đã xảy ra xô xát với người phong lôi các. Kết quả phong lôi các có phong tôn giả kèm theo Thiên Yêu Hoàng tộc chống lưng. Họ đã tát Tề trưởng lão đấu tông sáu sao bị thương. Giờ Tề trưởng lão đang được các đệ tử Tinh Vân Các bớn cơm chăm sóc. Do đó Mộ Thanh Loan nhìn Tiêu Viêm là lần này toàn bộ chuyến đi lần này do Tiêu Viêm quyết định hết. Thì Hồ trưởng lão cũng chào Tiêu Viêm thiếu các chủ của Dực Chân. Tiêu Viêm quyết định Hồ trưởng lão gọi hắn là Tiêu Viêm đi. Còn giờ hãy đi xem Tề trưởng lão thế nào. Vì vậy Hồ trưởng lão đã dẫn đường. Còn Mộ Thanh Loan yêu cầu Tiêu Viêm làm gì phong lôi các. Tiêu Viêm chưa nói câu nào hết.
Trải qua một lúc di chuyển, đám người Tiêu Viêm đã đi đến nơi đóng quân của Tinh Vân Các. Tề Trường Lão được các đệ tử dìu ra chào Tiêu Viêm. Tề Trường Lão vừa nói vừa ho ra máu chảy như tiết canh ra mồm. Tiêu Viêm đến cầm tay Tề Trường Lão xem vết thương, hỏi thằng nào đánh Tề Trường Lão bị thương nặng thế. Tề Trường Lão cho biết là Phí Thiên các chủ phong nội các phía Bắc, nên Tiêu Viêm lấy một viên thuốc đưa cho Tề Trường Lão cắn. Đồng thời Tiêu Viêm được mọi người nói về phong lôi ca chỉ có một đấu tôn lôi tôn giả. Tiêu Viêm quyết định đi đến đấm bọn phong lôi ca trả thù. Lúc này anh em Tinh Vân Các di chuyển đến phong lôi ca đang đóng quân tại trung tâm núi Hải Cốt Sơn Mạch. Chuyển đến chỗ Phi Thiên đang canh gác bên ngoài cho lôi tôn giả ngồi ăn nhậu rượu chè bé bét. Hắn ra lệnh quân đội phong lôi ca giữ canh gác nghiêm ngặt. Có điều Phi Thiên phát hiện có người đang đi đến chỗ phong lôi ca. Một tên đấu hoàng đã xin phép đi xem sao. Tên đấu hoàng của phong lôi ca cầm nhóm Tiêu Viêm bị ăn đấm tím hết mặt mũi chỉ có kêu. Phi Thiên ra lệnh 10 người phong lôi ca đi đến xem tình hình. Hơn 10 người phong lôi ca đã bị đánh bay phọt máu mồm. Phi Thiên đã là to hãy bỏ qua cho phong lôi ca. Tiêu Viêm xuất hiện chào Phi Thiên sau 2 năm chưa gặp. Phi Thiên khinh thường đám người Tinh Vân Các bị ăn đập giờ còn vác mặt đến. Hắn cười tuyệt tuyệt cái mồm tìm Tiêu Viêm đến giành bãi đất này. Hai ông già phong lôi ca đã bay đến nhìn Phi Thiên cho biết. Mau đánh bọn Tinh Vân Các lôi tôn giả đang tiếp khách đừng để làm phiền. Vì vậy Phi Thiên đề nghị mọi người phong lôi ca hay đánh người khác. Còn thằng Tiêu Viêm hãy để Phi Thiên đấu tông 9 sao đánh chết mẹ nó luôn. Phi Thiên đã lao đến đánh một chưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã dùng tay bẻ không gian dùng một ngón tay bắn một chưởng vào Phi Thiên. Phi Thiên trên ngực lõm xuống phật máu mồm trên bay thẳng vào doanh trại của phong lôi các nổ tung. Làm hiện ra lôi tôn giả và hai ông già mặc áo hình thú lần lượt là đại địa hổ tộc và ngân nguyệt lang vương. Hiện tại lôi tôn giả đang bế trên tay Phi Thiên đang phật máu tựa lửa. Lôi tôn giả đã trò chuyện với Tiêu Viêm. Năm đó ông tha cho Tiêu Viêm một cái mạng không ngờ hôm nay tự tìm đến ông. Ông sẽ giết Tiêu Viêm diệt khẩu. Lôi tôn giả đặt Phí Thiên xuống đất. Ông bất ngờ Tiêu Viêm đặt đến đâu tôn. Lúc này Tiêu Viêm trêu đểu lôi tôn giả. Năm đó em gái Phượng Thành Nhi solo thua, nên theo ước định mới tha cho hắn lôi tôn giả liên quan. Nói chung lôi tôn giả giờ biết trình độ của Tiêu Viêm rồi. Hắn đề nghị Tiêu Viêm mau rút lui đi. Ông vì phong tôn giả tha cho Tiêu Viêm. Đương nhiên Tiêu Viêm không cần rút lui, mà lần này hắn muốn đến trả thù phong lôi ca ra tay đấm Tinh Vân Các. Do đó lôi tôn giả đã cho ra đấu khí xét trên ngay. Còn Tiêu Viêm cho ra dị hỏa màu đầu tím. Và các anh em anh hùng bàn phím đang quan sát với bình luận hai đấu tôn lôi tôn giả và Tiêu Viêm đang solo. Tiêu Viêm chính là luyện sư giành chức vô địch tại Đan Tháp. Trở về với hai ông già đại địa hổ tộc và ngân nguyệt lang vương, là hai người Tiêu Viêm và lôi tôn giả không đánh nhau nữa. Phi Thiên đánh bị thương Tề Trưởng Lão của Tinh Vân Các, mà Tiêu Viêm đánh Phi Thiên bị thương coi như hòa. Vì vậy Tiêu Viêm hãy bỏ qua việc này đi. Tiêu Viêm đồng ý hòa với tay cho các đệ tử Tinh Vân Các mở ra một con đường. Là đám người phong lôi các mộc cút, hắn sẽ bỏ qua cho. Do đó hai tên đại địa hổ tộc và ngân nguyệt lang vương đã cho Tiêu Viêm biết. Một là Tiêu Viêm rời đi, hai là hắn sẽ phải solo với ba đấu tôn. Ba đấu tôn phong tôn giả đã tỏa ra mùi dọa Tiêu Viêm. Đám người Tiêu Viêm tỏa ra mùi bốn đấu tôn có sự góp mặt của đám người Tiểu Y Tiên, làm cho ba người lôi tôn giả lùi lại vài bước. Nên tên đại địa hổ tộc đang định mở mồm xin Tiêu Viêm bỏ qua. Lôi tôn giả nhìn Tiêu Viêm biết vậy năm đó giết Tiêu Viêm là ổn rồi. Giờ lôi tôn giả đã nhìn đám người phong lôi các rút lui. Hắn đi ngang qua Tiêu Viêm cho biết chuyện này lần sau sẽ trả lại cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng đồng ý với lôi tôn giả cứ đến Tiêu Viêm chiều hết. Sau khi đám người lôi tôn giả rời đi, Tiêu Viêm cho mọi người mau dựng lều đi. Mộ Thanh Loan bên cạnh Tiêu Viêm đã mở mồm trên nhắc Tiêu Viêm. Dù đã đẩy lôi phong lôi các chạy đi rồi, nhưng hãy cẩn thận với lôi tôn giả. Nên Tiêu Viêm cũng lưu ý chuyện này. Nhưng mục tiêu của hắn là hồn anh quả. Mộ Thanh Loan nói thêm, giờ thú vực phong lôi các có thể nhờ cả thiên yêu hoàng tộc. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng không quan tâm thiên yêu hoàng tộc, vì kiểu gì thiên yêu hoàng tộc cũng tìm hắn. Và Mộ Thanh Loan dùng tay chỉ hướng bên kia là khu di tích viễn cổ xuất hiện. Hồ Trường Lão đã lên tiếng là bên trong di tích có không gian phong ấn, mà không gian phong ấn sau một thời gian sẽ tạo ra một khe không gian. Kể cả đấu tôn cũng không thể đi vào do phong ấn của đấu thánh. Nhưng Hồ Trường Lão cũng cho Tiêu Viêm yên tâm là phong ấn của đấu thánh khu di tích yêu rồi. Một thời gian nữa có thể đi vào. Lúc này Tiêu Viêm chuyển chủ đề về người hồn điện có xuất hiện chưa. Hồ Trường Lão khai báo là chưa, nhưng chắc chắn hồn điện sẽ đến khu di tích này, số lượng quân đội chưa rõ. Thậm chí theo như Hồ Trường Lão,
tàu cứu hộ Địa Minh Mãng mới phải đề phòng. Không hiểu sao cứu hộ Địa Minh Mãng lại loan tin khu di tích viễn cổ ra bên ngoài, mà họ không để một mình chiếm lấy. Hồ trưởng lão lại tiết lộ thông tin gần đây, là các con rắn kiểu U Địa Minh Mãng đã bị một em gái thanh lần bắt cóc trong thời gian gần đây. Trong đó kể cả một đấu tôn của kiểu U Địa Minh Mãng cũng mất tích. Cảm ơn anh em đã xem hết video.